phân cách sử dụng máy băm rơm rửa một pha của Bình Quân hiệu quả nhất. Kiểm tra máy. Đây là hiện trạng máy sau khi quý vị đặt mua máy về và được đóng khung bao bọc chắc chắn. Quý vị sẽ tháo dỡ để lắp ráp máy. Bước 2, tháo lắp và kiểm tra nguồn điện. Sau khi tháo khung và tháo bỏ lớp ni lông bao bọc, kiểm tra có giống mẫu hình ảnh đã gửi và mặt sàng tặng kèm đầy đủ theo bộ máy hay chưa. Siết các con ốc hãm ở các bộ phận bởi quá trình di chuyển, ốc có thể bị đề xê lỏng dần. Kiểm tra dây cura và độ căng trùng của dây. Tiếp theo, kiểm tra dị vật trong buồng băm như sắt, đá có rơi vào bên trong buồng băm hay không để đảm bảo dao băm không băm vấp phải gây mẻ dao. Khóa chặt buồng băm trước khi vận hành, đặt máy ở vị trí bằng phẳng và kết nối với nguồn điện tách biệt, đảm bảo điện tải khỏe. Cắm chạy điện cho máy không tải và kiểm tra điện tải có đủ cung cấp cho máy hay không. Nếu điện tải yếu, hãy thay dây điện tải lớn hơn và hạn chế dòng điện đi quá xa. Bước 3, lựa chọn mặt sàng và cách thay lắp. Với các mặt sàng tặng kèm sẽ có kích cỡ to nhỏ phù hợp với nguyên liệu băm và nhu cầu băm từ người tiêu dùng. Mặt sàng nhiều lỗ và nhỏ sẽ chuyên sử dụng băm dừa khô và rơm khô. Sàng lỗ lớn thì sẽ chuyên dụng để băm dừa tươi để tránh vết tắc sàng. Bước 4. Chuẩn bị nguyên liệu. Nguyên liệu đầu vào chủ yếu là dừa tươi khô nguyên trái hoặc nửa trái để đạt hiệu quả băm tối ưu. Kiểm tra xem có dị vật cứng như sắt hay đá dính trong nguyên liệu để tránh gây mẻ dao. Bước 5. Vận hành và lưu ý. Mở cửa xả dưới và điều chỉnh độ phun xa gần của thành phẩm bằng cách gập lên xuống. Cắm chạy điện, bật automat ngay trên thân máy và để máy chạy không tải từ 5 đến 10 giây rồi mới nạp liệu. Lưu ý, nếu máy chưa chạy đủ tải sẽ ảnh hưởng tới tốc độ vòng quay không đủ và gây nặng tải cho máy, gây om và chập cháy động cơ. Tiếp theo, thả nạp liệu qua toa nạp phía trên. Thả từ từ để máy băm và thoát bớt phần thành phẩm còn sót lại bên trong buồng băm rồi mới tiếp tục nạp. Lưu ý vừa nạp vừa quan sát tiếng máy nhẹ tải mới nạp tiếp. Động cơ 3,5 kW lõi đồng sẽ kéo tải qua dây cura và tới bu li của trục máy và dao băm, từ đó sẽ tác động và băm chém vỏ dừa nhanh gọn. Lưu ý, chọn sàng băm tương ứng với nguyên liệu băm để đạt hiệu quả tối ưu. Năng suất băm dừa đạt từ 100 đến 200 kg/giờ, năng suất băm rơm đạt từ 100 đến 150 kg/giờ. Chạy máy vừa tải, hạn chế nhồi nhét. Và vừa rồi thì Thu Ngân đã đưa ra một số các cái bước cơ bản để giúp quý vị có thể dễ dàng vận hành dòng sản phẩm máy băm rơm rửa một pha của Bình Quân trực tiếp ngay tại cơ sở chế biến của mình. Vậy quý vị thấy chiếc máy này có dễ sử dụng hay không ạ? Hãy để lại ý kiến của mình ngay phía dưới phần bình luận và ủng hộ Thu Ngân bằng một lượt like nhé. Máy nông nghiệp Bình Quân, trợ thủ đắc lực của nhà nông.